Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video này mình sẽ dẫn các bạn cách để tạo ra một con bot chat giúp bạn trả lời những tin nhắn trên Facebook khi mà bạn đang bận nhá. Nói chung là con bot chat thì hơi đơn giản một chút, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ mang lại một cái điều thú vị gì đó cho các bạn cũng như là bạn bè khi mà đọc tin nhắn. Rồi, giờ sẽ vào video của mình nào. Ok, thì ở đây mình đã có sẵn rồi các bạn ạ. Mình chat thử luôn cho các bạn xem thì các bạn thấy nhá. Là bot chat đang trả lời này, cần thêm thông tin gì, vui lòng làm cái gì đó này đấy, tin nhắn tự động trả lời, trả lời Facebook để lấy link của mình vân vân. Nói chung là ở đây là đã có hết rồi. Khi các bạn xem đến đây thì các bạn có thể thực hành luôn, hoặc các bạn xem hết video của mình thì các bạn thực hành cũng được. Về cơ bản thì cái bot chat này của mình nó sẽ bao gồm các bạn phải cài cái nốt JSON. Cái này thì mình không biết đọc có đúng lắm không đấy, nhưng mà nếu mà sai thì anh em trong bỏ qua cho mình nhá. Đây thì mình đã để sẵn nó ở trong đây rồi. Tí nữa mình sẽ up lên cho các bạn cái để các bạn cài. Còn đối với cái phiên bản mà cài nốt này này thì mình sẽ cố gắng là kiếm phiên bản mới nhất và đưa link để cho các bạn có thể lên trên đó và tải về. Quan trọng nhất là các bạn tải cho mình cái thư mục có tên là SIM này. Đó, thư mục SIM của chúng ta đây, có hai cái tệp tin này. Các bạn sau khi giải nén nó ra xong, các bạn có thể giải nén vào ổ D, ổ E của các bạn vân vân. Nên là tránh cái ổ C ra. Tại vì ổ C đường dẫn nó rất là nhằng, các bạn giải nén trực tiếp vào ổ D, ổ E luôn, về sau các bạn gõ đường dẫn cho nó nhanh. Còn hiện tại với hệ điều hành mình đang dùng, lẽ mình không cần phải gõ, mình cần kéo thả thôi, nó đơn giản hơn một chút. Và sau khi các bạn đã tải được, thứ nhất là các bạn cài được cái nốt JSON về rồi này. Thứ hai là các bạn đã có cái thư mục SIM này rồi. Và đối với phần mềm chỉnh sửa này thì mình đưa ra các bạn một gợi ý, đó là dùng Sublimtext, còn các bạn có thể dùng là Notepad cộng cộng cũng được. Đấy thì cái này tùy các bạn. Ở đây mình dùng Sublimtext nhá. Đây là cái phần của mình này. Cái ứng dụng này thì tất nhiên là mất phí, nhưng các bạn chỉ cần crack nhẹ nhàng một chút là được thôi. Tại sao lại cần Sublimtext? Các bạn sẽ vào trong đây để sửa cho mình một số thông số như sau. Rồi, đầu tiên các bạn hãy để ý cho mình cái phần email và password. Phần này mình sẽ phải che lại vì đó là Facebook của mình. Còn các bạn cũng đăng nhập Facebook của bạn vào đây nhá. Các bạn gõ tên email password vào trong này cho mình. Và các bạn lưu ý rằng là cái Facebook mà các bạn đăng nhập vào trong này này, các bạn cần phải tắt bảo mật hai lớp đi, cũng như là tắt cái phần mà xác thực của Facebook đi. Nếu như chẳng may quá trình login bị lỗi thì có một mẹo nhỏ là các bạn hãy bật trình duyệt trên máy bạn lên. Đây, như mình đang vào sẵn đây. Đăng nhập lại một lần cho cái Facebook mà của bạn bị lỗi ấy. Sau đó bạn sẽ quay trở lại login thì sẽ được. Nói chung là cái này là cái thủ thuật trong quá trình ta làm với nhau thôi. Tiếp tục nha, mình sẽ quay lại cái vừa rồi mình đang xử lý. Các bạn sẽ cần sửa thêm cho mình một số chỗ như sau. Đây, các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ để ý cái phần mà else if này, body bằng fb này, form id vân vân, thì sẽ có đoạn là click vào đây. Chính xác của mình ở đây đang là dòng thứ 48. Các bạn hãy sửa cho mình cái đường link facebook.com này thành đường link dẫn đến Facebook của bạn. Cách làm rất đơn giản thôi, truy cập vào trang cá nhân của bạn, copy paste cái đường link như vậy là xong. Đấy, đây này. Ví dụ mình vào trong cái đường link Facebook này nhá. Và tiến hành mình copy paste. Đấy, như thế là mình đã có ngay cái việc đường dẫn Facebook dẫn đến cái Facebook của mình rồi. Tiếp theo là phần cần thêm thông tin gì thì vui lòng chat với chatbot. Cái này là một cái dòng chữ đi thêm thôi, các bạn muốn gõ gì thì gõ. Gõ là bố mày đang bận, mày gọi lại sau nhá, cũng ok, không sao cả. Tiếp tục đến dòng số điện thoại. Dòng này chính là số điện thoại của bạn, các bạn nhập vào cũng được, còn không nhập thì thôi. Không nhập thì các bạn có thể ghi một cái dòng chữ vui vui giống mình, như là nhắn tin thôi, mình gọi nhé, đang bận, hoặc là số điện thoại là 1900 100 có chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Các bạn có thể là vừa theo dõi video của mình vừa xem luôn cái tệp tin này cho dễ nhá. Tiếp tục đến cái phần ID loại trừ. ID loại trừ 1 đến loại trừ 2. Cái này là hai ID đặc biệt sẽ được trả lời theo cái cách mà chúng ta đang ghi ở phía dưới này. Chào bạn, hiện tại mình đang bận, mình sẽ trả lời sau. Đấy là cách mà mình trả lời hai cái ID này. Để lấy được ID ở trên Facebook thì có rất nhiều trang web hỗ trợ, các bạn chỉ cần lên và tìm thôi. Rồi, cuối cùng ở phía dưới này thì mình có cái dòng là chatbot không trả lời được 502 gateway. Các bạn bỏ qua hai dòng này không cần quan tâm. Tức là dòng 72, 73 không quan tâm các bạn nhá. Bắt đầu từ dòng 74, các bạn để cho mình hiện tại mình đang bận này, tin nhắn là tự động. Đây chính là cái dòng đầu tiên mà con bot nó sẽ gửi khi người ta gửi tin nhắn cho bạn. Bất kỳ tin nhắn gì chatbot cũng sẽ trả lời như thế này ở đầu tiên, hoặc thì không đúng cú pháp chatbot cũng sẽ trả lời như thế này. Thì các bạn sửa cái này ở dòng thứ 74 và các bạn sửa cho mình ở dòng thứ 84 giống nhau nhá. Hiện tại là mình đã sửa hai dòng này giống nhau rồi. Ok, thì các bạn có thể dùng luôn cái của mình cũng được, chỉ cần thay thế mỗi cái là email password ở trên này đấy, cũng như là thay đổi số điện thoại và cái thông tin Facebook ở trên kia. Sau khi làm xong thế này bạn cần lưu lại rồi. Tí nữa sẽ chạy cái tệp này lên.
Còn bây giờ mình sẽ tiến hành là chạy cái tệp này lên luôn để các bạn xem là cái vụ demo trả lời Facebook này nó có hay không nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cần vào tơ của mình. Các bạn sẽ vào trên command trên Windows, còn của mình ở trên Mac thì mình sẽ dùng là cái terminal này. Chả biết mình đọc terminal có đúng không. Cú pháp sẽ là nốt cách đường dẫn đến tệp tin của bạn. Ví dụ bạn giải nén thư mục SIM ở trong ổ D, bạn sẽ gõ nốt 2 chấm sạc SIM sạc. Sạc cái gì thì chúng ta phải xem lại cái tệp này đã, vì cho chính mình không nhớ lắm. Đây, sạc bot FB này, bot FB sit trừ SIM SIMI chấm GS. Đó nhá, nếu các bạn giải nén trong ổ D các bạn hãy gõ cho mình như thế này. SIM này, not FB, bot FB chứ không phải not, mình gõ nhầm một chút. Nó là bot FB. Ok, rồi sau khi sửa xong thì các bạn chỉ cần ấn Enter để chạy thôi. Còn đối với của mình vì đường dẫn khác nên mình sẽ tiến hành là gõ nốt và kéo thả. Các bạn chú ý chữ nốt nhá, N-O-Z-E nhá, đừng nhầm lại thành N-O-T-E là không chạy đâu. Và quá trình đang bắt đầu, chúng ta cùng chờ một chút đấy, bắt đầu đến đăng nhập rồi này. Ok, đăng nhập thành công các bạn ạ. Rồi, Facebook của mình xong nhá. Bây giờ mình sẽ tắt cái Facebook này đi, các bạn chú ý, tắt đi. Mình sẽ vào cái Facebook thật của mình và mình nhắn tin với cái Facebook này để xem nó biết đường trả lời lại mình không nhá. Facebook.com. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là chat với cái nick đấy nhá, để mình gõ tìm kiếm ở trên này cho nó nhanh, chứ không thì tìm sẽ rất là lâu ra. Ok, gửi tin nhắn này. Và các bạn lưu ý là cái tin nhắn nào của bạn mà đang nằm ở trong danh sách chờ ấy, thì bạn sẽ không thể chat được đâu nhá, nên là phải bạn bè với nhau thì mới chat được. Ví dụ giờ mình gõ xin chào để xem cái Facebook này biết trả lời lại không nhá. Gửi. Tin nhắn gửi thành công này. Đó, có tin nhắn về luôn anh em ơi, nhanh lắm. Hiện tại mình đang bận, tin nhắn sẽ được trả lời tự động, hướng dẫn này, trả lời FB link của mình, trả lời số điện thoại là điện thoại của mình và trả lời kèm stop ở đầu câu để chatbot không rep lại. Trả lời FB, bạn gõ FB như thế này thì sẽ đưa ra luôn cái đường link đấy, kích vào đây để vào trong cái Facebook của mình. Số điện thoại đúng không? Enter. Đấy, sẽ có ngay số điện thoại của Facebook này, như chúng ta đưa ra từ đầu là 1900100 có. Còn nếu gõ stop ở đầu câu thì sao? Ví dụ nha, bây giờ bạn thấy mỗi lần mình gõ thế này, nó lại trả về một đống thông tin mà bạn chỉ muốn là gửi tin nhắn đến bạn bè của mình, tôi không muốn chatbot chat lại nữa. Ví dụ như stop. Đấy, mày bận này thì khi nào rảnh nhắn tin cho tao nhé chẳng hạn, đúng không? Đó, chatbot đã không trả lời nữa. Rất đơn giản được không nào? Và các bạn có thể điều khiển chatbot từ xa, tắt chatbot đi để cho nó không chat với nick này nữa cũng được. Tức là cái nick mình đang dùng để chat với nick này này, nó có thể tắt đi bằng việc là sạc lock out. Và như vậy chatbot sẽ tiến hành là không auto chat nữa, cho dù bạn gõ cái gì thì gõ đi, gõ trời ở đất nó không trả lời nữa. Rất hay phải không nào? Và hy vọng rằng đây sẽ là một trò vui nho nhỏ cho các bạn trong mùa hè này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên chia sẻ video cho bạn bè của mình cùng biết và đăng ký kênh của Siêu Thủ Thuật nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau.